ra siêu tâm. Nhiều cuốn sách hơn nữa nha. Rồi, bây giờ các bạn mời các
bên chùa của bên chùa Hoàng Pháp, à, các cô chú anh chị là ban ngành đoàn thể của phường, à, cũng như là chắc các bạn biết rồi, cô Hằng là nằm trong ban giám hiệu nhà trường đúng không ạ? Thì à, một lần nữa các bạn cho một tràng pháo tay thật là lớn lên để chào.
thương. Chứng minh chồng cộng đồng với hôm nay có một cái đoàn đại biểu chúng ta đến đây để mà tham gia động
thì đây cũng là một cái điều rất là thiết thực để đến cái tiền cơ của trường chúng ta là các học sinh. Và một lần nữa thì hai chúng tôi cảm ơn quý thầy.
hình như đem lên hết á. Giáo viên đem lên rồi. Ủa anh kia đem một phòng rồi nè. Cứ bưng đi, cứ bưng đi. Sợ thiếu cứ bưng đi. Trời sợ. Để chúng ta có thể nhìn được những cái gương mặt xinh xắn ha. À,
là mừng khi có cái món quà giá trị tinh thần rất là ý nghĩa ha. Rồi bây giờ nè, 1, 2, 3 chúng ta để trước ngực đi, chúng ta cười nè.